Thưa quý vị, trước những tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh COVID-19, lạm phát tại các thị trường truyền thống, sức mua toàn cầu, đơn hàng xuất khẩu giảm trong những tháng đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tìm giải pháp thích ứng với tình hình mới. Nhờ vậy, từ tháng 4 năm 2023 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí của tỉnh tăng trưởng đáng kể. Trong đó, tháng 6 năm 2023 tăng 6,25% so với tháng 5, tháng 7 tăng 7,2% so với tháng 6. Kết quả này được kỳ vọng sẽ giúp sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ phục hồi, phát triển hơn trong những tháng cuối năm. Theo số liệu từ Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trừ dầu khí tháng 7 tăng 7,2% so với tháng trước và tăng 54,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm nay tăng 9,84%. Trong đó, ngành sản xuất sản phẩm từ thép trừ máy móc thiết bị phục hồi nhanh với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 2,67 lần và 7 tháng tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2022. Động lực góp phần tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh là hoạt động chế tạo giàn khoan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam BTSC đã và đang nhận được những hợp đồng lớn phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Với giá trị thực hiện dự kiến đến cuối năm 2023 khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 27.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các công ty chế tạo nhà tiền chế cũng chuyển hướng sang thị trường trong nước thay vì xuất khẩu. Còn ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng và hơi nước cũng tăng 7,55%. Các doanh nghiệp ngành công nghiệp khác cũng có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng khả quan. 4 tháng đầu năm, công ty cổ phần kết cấu thép Minh Trị xuất khẩu khoảng 7.000 tấn sản phẩm, đạt kim ngạch 5.400.000 đô la Mỹ. Những tháng gần đây, đơn hàng của công ty ngày một tăng. Riêng tháng 7, chỉ số sản phẩm của công ty tăng 5,56 lần so với cùng kỳ năm 2022. Công ty đã tìm được đơn hàng lớn trong nước tại Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, nên đã bổ sung vào doanh thu và ổn định việc làm cho người lao động từ nay đến cuối năm, tạo thêm động lực rất lớn để doanh nghiệp làm việc tích cực, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Một số ngành công nghiệp cấp 2 cũng có chỉ số công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ như sản phẩm đồ uống tăng hơn 63%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng hơn 21%, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 71,4%. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng gần 45,7%. Quần áo côm lê, đồng bộ, áo jacket tăng gấp 10 lần. Nhà máy vẫn đủ full cái sản lượng, đủ công ăn việc làm cho toàn thể người lao động đến tháng 7. Và tiếp tục sẽ tìm thêm cái nguồn hàng đầy đủ cho năm 2023. Công ty đang tập trung chú trọng đến cải tiến mẫu mã, tạo dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng cho đối tác trong và ngoài nước. Tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh như sản phẩm thép, cấu kiện kim loại, điện, vật liệu xây dựng. Qua đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2023 đã đề ra.